không nên uống rượu cùng ngươi. Về còn phải trèo tường. Sao thế? Sợ rồi, đã có ba người bị Diêm La đoạt mạng rồi. Ngươi cũng tin lời Diêm La đoạt mạng sao? Qua 10 ngày nữa, tham gia thi đình xong, ông đây chính là quan. Diêm La thì sao? Huynh uống nhiều rồi phải không? Những lời này không thể nói bừa được. Chết tiệt! Cái gì vậy? Mau về đi! Này, Vạn Tấn, người đi đâu vậy? Ngươi về trước đi. Giai nhân có hẹn. Mỹ nhân. Mỹ nhân, giật cả mình. Tôn đại ca. Không phải ta. Không phải ta. Cứu ta. Vạn Tấn đó đã nói những lời mạo phạm Diêm La, mọi người đoán xem thế nào? Sao thế? Bị Diêm La bịt miệng mũi, lấy cái mạng đó, người hầu của huynh ấy bị dọa tè ra quần ngay tại chỗ. Điên rồi. Anh, ta không muốn thi nữa, ta muốn về nhà. Ta nói hai huynh đệ các ngươi không phải giống Tôn Hà Nghiêu, tên tiểu tử đó sợ không thi đỗ nên đã bỏ trốn từ lâu rồi. Không sao, không sao, huynh ở đây. Lý Đại Chỉ, cậu bịa ra đúng không? Ta còn lừa các cậu làm gì nữa? Kỳ lạ thế, các người nói linh tinh đúng không? Người còn không tin sao? Thư viện Ứng Thiên đã, bốn người đã bị lấy mạng rồi. Mạo phạm Diêm La không có kết cục tốt. 10 ngày trước, chân thối Phùng đá cầu ở thư viện, bắn một lần mạnh, vừa hay đá vào một bức tượng Diêm La. Huynh ấy còn tự khen nữa, trong chân pháp của ta. Nửa đêm, chân thối Phùng nghe thấy ngoài cửa có tiếng đập bóng, mở cửa lại không có ai. Cái chân thối Phùng vừa quay đầu, cửa bục một tiếng liền đóng lại. Một Diêm La đột nhiên xuất hiện trước mặt huynh ấy. Miệng chân thối Phùng bị xé rách, bị sợi dây treo ngược, chết trong phòng. Lại một ngày, Chu công tử nhặt được một bức tranh mỹ nữ vẻ đẹp trong lòng huynh ấy, khoe khoang trong thư viện. Nhưng huynh ấy không biết bức tranh này là gió lớn từ thập điện Diêm La. Đêm đó, không biết vì sao Chu công tử đột nhiên tỉnh lại, phát hiện người đẹp trên tranh biến mất rồi.
vừa ngẩng đầu lên, Diêm La trên mái nhà lao xuống. Châu công tử kêu thảm, bị móc đi đôi mắt. La Bàn bị mấy chuyện này dọa đến đêm không dám đi vệ sinh, chỉ có thể ở bên đường đi tiểu với một hòn đá. Nhưng huynh ấy không để ý, hòn đá này lại là một bức tượng Diêm La tàn. Hai mắt của Diêm La nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi La Bàn về trai xá, trời nóng lại cảm thấy rất lạnh, bôi lửa cháy. Huynh ấy đắp chăn giường ba mới ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, cơ thể mập mạp, sờ sờ, bị thiêu thành xác khô. Quái lực loạn thần gì chứ? Này, Bao đại ca, huynh tin không? Mỗi khi gặp phải ma quỷ, sau khi tìm ra sự thật, đều là nhân sự. Bảng xếp hạng rồi. Hoàng Ân cuồn cuộn. Hôm nay Đại Tống ta khai khoa tuyển sĩ, cầu hiền vì nước, mong học trò chúng bảng thi tỉnh không quên ước nguyện ban đầu, tiếp tục cố gắng, tên bảng vàng thi đình, học trò trực cũng không cần nản lòng. Mạnh Giao 42 tuổi mới tiến sĩ đạt hạng, các ngươi vẫn còn cơ hội. Cửa lớn của khoa cử vĩnh viễn mở ra cho các bọn họ lại có thể trúng. Đúng vậy, người đã chết rồi, chúng tỉnh nguyên thì sao? Đi, đi, đi. Không ngờ tể tướng đại nhân còn đích thân đến đăng bảng. 10 năm vất vả học hành, một lần đăng bài, khoa cử là con đường duy nhà tin vua bao nhiêu sĩ tử nghèo khó giúp đỡ mọi người. Mong các học trò không phụ sự kỳ vọng của mọi người, không phụ thánh ân của Hoàng thượng, sau này thi được công danh, dốc sức vì quốc gia. Thư viện Ứng Thiên là do tiên đế khâm định. Chuyện lớn chuyện nhỏ này đều do lễ bộ quản lý. Ngươi đừng lo chuyện Bao Đồng nữa. Mạng người quan trọng, không phải chúng ta nên điều tra rõ chân tướng sao? Chừng à, ngươi chỉ là một bình luận nho nhỏ, làm tốt việc của mình là được rồi. Đừng suốt ngày gây phiền phức cho đại lý tự ta được không? Nhưng mà, điều tra cho huynh. Chân tướng, sự thật quan trọng như vậy sao? Nếu mặc kệ, ý nghĩa của bộ quan phục này có ý nghĩa gì? Trắng này thảm quá đi. Đây là bức thư gửi đến Âu Dương tiên sinh. Nửa năm trước, thầy được điều đến thư viện Ứng Thiên. Bây giờ thư viện xuất hiện tin đồn kỳ lạ như vậy, nhưng thầy lại không nhắc một chữ. Lẽ nào Âu Dương tiên sinh có liên quan đến chuyện này? Xin hỏi, thư trai của viện trưởng Âu Dương ở đâu? Alo, phòng nào vậy? Người này, sao kỳ lạ thế? Huynh Bao, xem trước đã. Sao không có ai vậy? Bao lâu rồi không có ai ở?
lại gần chút. Diêm La tha mạng, ta không thấy gì cả. Diêm La tha mạng, ta không biết gì cả. Ta không làm quan nữa. Điên, cũng không biết là điên thật hay giả điên. Cả ngày còn muốn làm quan. Huynh ấy bị đưa đi rồi. Ai bị đưa đi? Đừng giết ta. Ta không thi nữa. Đừng giết ta. Ta không thi nữa. Thư sinh vừa nãy sao lại như vậy? Chuyện xảy ra ở thư viện, có lẽ đã nghe nói rồi. Thư viện, sao lại có tin đồn như vậy? Sao đại lý tự cũng quản chuyện của thư viện vậy? Đại nhân hiểu lầm rồi, chuyện này truyền ra ngoài rất ầm ĩ. Ta lo cho ân sư Âu Dương viện trưởng, nên mới đặc biệt đến thăm. Viện trưởng Âu Dương đã ra ngoài một tháng trước. Những việc thường ngày đều do Tử La lo liệu. Chúng ta còn có việc quan trọng, mời hai vị về cho. Đại nhân, thời tiết này, e là không về được nữa. Có thể ở nhờ thư viện không? Trong thời gian khoa cử, trai xá thực sự rất thiếu. Mong hai vị lượng thứ. Mong đại nhân giúp đỡ, cho chúng ta ở nhờ một đêm. Bao chừng, cảm tạ. Còn một phòng nữa, để trại trưởng đưa mọi người đi. Ta là Hắc Hổ Tinh hạ phàm. Lai tướng Thông Bình, Hắc Hổ Tinh, đến đây làm gì? Lấy mạng chó của ngươi. Nói năng sằng bậy. Tha thứ cho hai vị, gần đây thư viện không thái bình. Không chỉ xảy ra Diêm La đoạt mạng, mà còn có rất nhiều người đều bị nhiễm phong hàn. Bên này, à, đúng rồi, hai người ở phòng nào? Tinh Huy Các. Đó là thập điện Diêm La. Đến gần chỗ đó đều không có kết cục tốt đẹp. Thư viện là nơi đọc sách trị học. Tại sao lại có thập điện Diêm La? Đó là do đạo quan tiền triều để lại. Nghe đồn trong đó âm u đáng sợ. Tử La đại nhân chưa từng cho chúng ta đến đó. Hai vị cứ ở đây đi, tuyệt đối không được chạy lung tung. Người ở trên đó là ai? Đừng lên. Vạn Tấn, mấy ngày trước chết ở trên đó. Diêm La lại đến rồi. Diêm La lại đến rồi. Ai?
vết máu vẫn chưa, có lẽ mới chết không lâu. Tử La đại nhân, ngài đến đúng lúc lắm. Tề Lương, chúng ta vừa lên đây phát hiện tên thư sinh này chết ở đây, hình như đã từng bị lửa thiêu. Chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng nhúng tay vào chuyện của thư viện. Thư viện liên tiếp có người bị hại, lẽ nào Tử La đại nhân không muốn điều tra rõ ràng? Diêm La đoạt mạng, ta và ngươi đều không quản được. Đi thôi, cái này cũng không nhấc nổi đồ, mau lên đi. Thư viện không phải đại lý tự, nếu đã ở đây thì phải tuân thủ quy tắc ở đây. Chuyện của thư viện có vẻ không đơn giản, chúng ta vẫn phải ở đây. Lẽ nào ngươi không muốn xem Diêm La thật sự trông như thế nào? Vậy ta phải ngủ bên trong rồi. Diêm La lại đến rồi. Bắn một cái mạnh, đúng lúc đá trúng một quả bóng vào miệng của tượng Diêm La. Thank you.
triển chiêu. Thầy, Tiểu Tinh. Bao Trừng, ngươi phải kiên trì chính nghĩa trong lòng. Con chỉ quan tâm chính nghĩa, nhưng lại không màng tình nghĩa. Này, đợi đã. Cô ơi! Sao lại là em? 6 năm không gặp, huynh vẫn đen như vậy. Sao huynh lại ở đây? Hôm qua nếu không có ta thì ngươi đã mất mạng từ lâu rồi. Tối qua là huynh đã cứu ta. Ăn cháo trước đi, lát nữa nguội rồi. Làm phiền rồi, huynh quay lại cho ta. Quay lại. Cậu đút đi. Nóng chết ta rồi. Âu Dương cô nương đút đấy, không sợ nóng nữa à? Huynh thử xem. Bao đại ca, bố bỗng nhiên gửi bức thư này đến, sau đó mặt vô âm tín. Ta không yên tâm nên đến tìm huynh ấy. Tiểu Tình, ta cũng nhận được rồi. Hai bức thư này có liên quan đến chuyện của thư viện không? Trước mắt vẫn chưa rõ. Xảy ra án mạng rồi. Bên ngoài sao thế? Tránh ra. Hai huynh đệ này bình thường tốt, sao lại tự tàn sát lẫn nhau? Diêm La lại đến lấy mạng rồi. Đi, tránh ra. Giải tán, tránh ra. Không có bất cứ dấu vết đánh nhau nào. Một người cắt họng, một người đào tim, đều chỉ vào điểm yếu. Đưa về phòng luyện trước. Vâng.
nhìn lên, mau lên. Gia phụ Âu Dương Đức trong thư từng nhiều lần nhắc đến y thuật của đại phu Cao Minh, còn đề nghị ta học thuật kỳ hoàng, hôm nay may mắn gặp được, mong không tiếc chỉ giáo. Con là con gái của Âu Dương Đức, đúng vậy. Gia phụ rời khỏi thư viện một tháng trước, người có biết tung tích của ông ấy không? Lúc viện trưởng Âu Dương rời đi, không hề nói cho ông ấy biết đi đâu, cho nên không thể nói. Đại phu, vừa nãy ta nhìn thấy thư sinh song sinh ở thư viện, trạng thái tử vong khả nghi, có thể cho chúng tôi kiểm tra thi thể không? Chuyện này thư viện có quy định, không có mệnh lệnh của Tử La đại nhân, bất cứ ai cũng không được vào phòng liệm. Mau lên, mau lên, ngồi xuống, ngồi xuống. Bây giờ phong tà thịnh hành, rất dễ lây nhiễm, ta khuyên các vị nên rời khỏi đây trước đi. Đùi gà này ngon thật đấy. Huynh không sợ sao? Có đồ ăn thì ta không sợ. Sao nào? Huynh sợ rồi à? Nào, 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 ta đút cho cậu ăn. Ta không sợ đâu. Cẩn thận, Diêm La sẽ bắt ngươi làm ma đòi đấy. Muốn bắt thì phải bắt ngươi trước. Diêm La thứ tội. Bắt người đầu tiên, Diêm La thứ tội. Sao lại ngủ rồi? Đêm hôm thế này. Còn nhát gan hơn cả ta. Tóc xoăn bị cháy, trên người có nhiều vết bỏng, chắc là bị thiêu chết. Nhưng Tinh Huy Các không có dấu vết bị cháy. Nếu bị lửa thiêu chết, khi người chết còn sống, nhất định sẽ cảm thấy ngột ngạt, hít thở hết mình. Trong miệng và mũi chắc có tàn thuốc. Không phải là Diêm La làm thật chứ? Lẽ nào sau khi chết mới bị cháy thành thế này? Mọi người xem, đi xem thi thể khác đi. Được. Bao đại ca, thi thể này cũng có, chỗ ta cũng có. Những dấu ấn này không phải đang ám hiệu gì đấy chứ? Diêm La hả? Sao lại đánh ta? Phế vật. Đi, 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 đi. Không có dấu hiệu trúng độc nào. Tề Lương có lẽ chết vào tối hôm qua. Thư sinh song sinh có lẽ đã chết vào đêm khuya. Hôm qua thư viện không hề xảy ra hỏa hoạn, sao Tề Lương lại bị thiêu chết? Huynh ta song sinh luôn hòa thuận, sao có thể tự tàn sát lẫn nhau chứ? Có trách đừng trách.
có phải rơi ở đó rồi không? Nhìn thấy chưa? Không thấy. Đen vải long đông. Cậu đá ta làm gì? Ai đá anh? Ta chỉ ăn trộm đùi gà của cậu. Không phải cậu đá hay là nó đá? Đá cái gì mà đá? Có phải huynh trả thù ta không? Có phải huynh kiếm ta kiếm chuyện thì sao? Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đại nhân, vậy lần này phải báo cáo thế nào? Cách khám nghiệm tử thi vẫn điền theo tự sát. Đừng làm ảnh hưởng đến thi đình. Tử Mộc đầu này lại kết án qua loa để thi điện. Còn 5 ngày nữa là thi điện rồi. Tại sao người chết đều là thí sinh trúng bảng? Chỉ là vài thí sinh còn con, không ảnh hưởng đến đại cục. Ngươi chỉ cần đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót gì trên triều đình. Chuyện sau này ta tự có sắp xếp. Vậy bọn bao trưởng? Ta sẽ bảo họ nhanh chóng rời khỏi đây. Tiền Thượng Thư, sắp xếp chủ trì thi điện thế nào rồi? Hồi bẩm Thái Hậu. Thử điện. Sao? Lẽ nào ngươi muốn chủ trì? Thần không dám. Thái Hậu chủ trì thi điện là mong muốn của mọi người. Bẩm Thái Hậu, theo tổ chế, nên do Hoàng thượng chủ trì thi điện, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa giành được quán quân. Nếu Tể tướng đại nhân nhiếp chính, thần cho rằng nên do Tể tướng đại nhân chủ trì. Thái Hậu nhận sự ủy thác của Tiên Hoàng, có trách nhiệm phụ chính, nên do Thái Hậu chủ trì. Nên do Tể tướng chủ trì. Nên do Thái Hậu chủ trì. Nên do Tể tướng chủ trì. Các ái khanh, khoa cử, trước giờ là quan trọng trong triều ta, là để mở rộng cửa, tuyển hiền cử năng. Nếu đều là vì muốn hưng thịnh Giang Sơn Đại Tống ta, lần thi điện này sẽ do ai ra cùng Tể tướng chủ trì? Thái Hậu huynh minh. Mạch tượng ngừng lại, ti khí suy yếu, thần cơ nghịch loạn. Đại phu, huynh ấy còn hồi phục được không? Hồi phục. Có thể tránh được Diêm La đoạt mạng, cũng coi như hắn mạng lớn. Lẽ nào đại phu cũng tin Diêm La đoạt mạng? Thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Nghe nói âm tào địa phủ này có thập điện Diêm La, phàm là người có đức hạnh thiệt thòi sẽ bị trừng phạt. Điện thứ nhất này chính là treo ngục, điện thứ hai là mắt ngục, điện thứ ba là ngục giường lửa, điện thứ tư là ngục nghẹt thở, điện thứ năm này là thiêu cháy ngục. Thư sinh song sinh chính là chết ở điện thứ sáu và điện thứ bảy, ngục đào tim và ngục cắt họng. Vậy ý của ngươi là bọn họ đều làm chuyện ác mới nhận được trừng phạt? Thiên đạo gánh vác, ác có ác báo, thiện có thiện báo. Vậy còn lại tam điện là hình phạt gì? Ngục trùng độc bát điện, cửu điện nhổ lưỡi ngục, thập điện chuyển luân ngục. Ý nói ra, tiếp theo sẽ có người gặp báo ứng. Cứu ta.
Điện thứ 8, Ngục độc trùng. Từ cái chết của thư sinh điên, rõ ràng là chúng độc mà chết. Vậy ai đã hạ độc? Trong thời gian ngắn hung thủ có thể, trong thời gian ngắn, chứng tỏ rất hiểu tình hình của thư viện. Có lẽ Diêm La đoạt mạng là để đạt được mục đích khác. Theo cách nói này, rất có khả năng tiếp theo còn có người chết. Viện trưởng Âu Dương cũng không biết tung tích, không phải cũng. Bao đại nhân. Sau khi viện trưởng rời đi, ta phát hiện trong thư phòng của ông ấy, phất mây du tứ hải, bóng đến Tam Sơn, dạy học 8 năm, kỳ minh tìm hiên tắc. Chẳng lẽ Âu Dương tiên sinh đi du sơn du thủy rồi? Kỳ thi điện sắp đến, ta thấy thầy tuyệt đối không có tâm tư đi xa. Học lực trị liệu của cha không hề cầu thả. Bình thường ông ấy rất nghiêm khắc với các con đúng không? Nói ra thì hổ thẹn. Viện trưởng đối với ta và Tôn Hà Nghiêu, nhất đã gửi gắm nhiều hy vọng. Nhưng lần thi tỉnh này, chúng ta đều làm huynh ấy thất vọng. Tôn Hà Nghiêu giống ta, một thư sinh nghèo. Một tháng trước vội vã về nhà. Nhưng một tháng trước, không phải vẫn chưa có bảng sao? Ta cũng rất bất ngờ. Huynh ấy luôn muốn lấy công danh, sao không nói tiếng nào đã đi rồi? Những thư sinh bị hại đó, ngươi quen họ sao? Bọn họ đều là con cháu nhà giàu, ỷ thế hiếp người ở thư viện, không học không biết gì. Viện trưởng cũng bó tay không làm gì họ. Hôm qua tên thư sinh điên đó rõ ràng là chúng độc mà chết. Lúc ngươi chẩn mạch cho hắn, lẽ nào không phát hiện ra sao? Rốt cuộc huynh đang che giấu điều gì? Người bị hại đều là thí sinh trúng bảng. Những thư sinh này ở thư viện, xưng huynh gọi đệ, kéo bè kết phái, ỷ vào gia cảnh giàu có, uống rượu hoa thiên địa. Diêm La đoạt mạng là chuyện xảy ra sau khi thầy mất tích. Thư sinh bị hại thường xảy ra xung đột với thầy. Hai thư sinh này không thích qua lại với người khác. Ngược lại huynh ấy luôn dẫn huynh đệ song sinh bịa đặt khắp nơi. Như vậy xem ra, người tiếp theo sẽ bị hại, rất có khả năng chính là hắn, Lý Đại Trủy. Bây giờ hắn không ở trái xá, nói là đến y quán rồi. Âu Dương cô nương đâu? Đi, đến y quán trước. Điện thứ 9, ngục rút lưỡi. Triển chiêu. Bao đại ca, huynh không sao chứ? Đây là sáo của Âu Dương cô nương. Âu Dương tỉnh đâu? Tử La đại nhân, lúc chúng ta đến, không nhìn thấy Âu Dương cô nương, chúng ta đều muốn biết cô ấy đi đâu.
Âu Dương Thuỳnh giết người sợ tội bỏ trốn, truyền lệnh của ta. Lập tức lục soát, đại nhân hiểu lầm rồi. Âu Dương cô nương không thù không oán với đại phu, hung thủ nhất định là người khác. Mong đại nhân minh xét. Bao trưởng, tốt nhất các ngươi đừng bao che cho hung thủ, nếu không sẽ xử lý theo đồng đảng. Lập tức rời khỏi đây, không được bước vào thư viện nửa bước. Trông chừng kỹ cho ta, không có mệnh lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được vào. Vâng. Bao đại ca, đây là cái gì? Bao đại ca, bốn ân chưa báo, người khinh sinh sẽ phải chịu cực hình, vĩnh viễn không siêu sinh. 749 ngày, tìm người có đức hạnh thiệt thòi, đưa đến địa ngục thập điện, mới được miễn tội quá độ. Theo cách nói của Gương Đồng, khinh sinh là trọng tội khi còn sống. Sau khi chết, sẽ phải chịu cực hình, không được siêu sinh, mà cách siêu độ là đưa 10 người bị thiệt thòi đến thập điện Diêm La, chịu hình thay người khinh sinh. Cho nên thư sinh bị lấy mạng, thực ra là để hoàn thành nghi thức vượt độ. Sao lại thấy lạnh thế này? Anh, huynh làm gì vậy? Không phải huynh nói có đồ ăn ngon, ta không sợ sao? Đây, đây, đây. Huynh bao. Lạ thật, thi thể đi đâu hết rồi? Bao đại ca, bao đại ca, huynh không Triển đại ca, ta vốn không sao.
giả thần giả quỷ, đến đây thôi. Sao? Các ngươi cũng muốn nếm thử tàn hình của Diêm La thập điện sao? Diêm La đoạt mạng. Chỉ là ngươi vì siêu độ Tôn Hà Nghiêu, giết hại thư sinh một cách tàn nhẫn, đúng không, Tôn Đại Phu? Trước bảng vô đình của y quán, để vật tế 47 người chết. Điều này chứng tỏ người chết mất khoảng một tháng. Thời gian này trùng hợp với thời gian của thư sinh Tôn Hà Nghiêu. Chúng ta đã phát hiện trong y quán khắc trên hộp cũng chính là bông bông trước lá bài. Chắc hẳn Tôn Hà Nghiêu chính là lệnh lang. Ta đoán hắn tự sát mà chết, nên ngươi mới dùng cách siêu độ hoang đường này. Ngươi mượn cớ chẩn đoán phong hàn cho thư sinh, lợi dụng cơ quan trên gối mạch hạ độc họ, đợi thuốc phát tác rồi giết hại hắn. Dấu ấn trên tay thư sinh là để che giấu mắt kim, tạo ra hiện tượng giả của Diêm La đoạt mạng. Ngươi thả diều ra trước đi, buổi tối đưa Tề Lương hôn mê đến Tinh Huy Các, sau đó dùng dây diều quấn lấy người hắn. Ta mượn thời tiết mưa sấm, lợi dụng dây diều bị ướt, dẫn dắt sấm sét đánh chết Tề Lương. Trên người Tề Lương, vết bỏng trên người Tề Lương và dấu vết ở cổ tay chính là chứng cứ mà thư sinh điên là ngươi nhìn thấy chúng ta đến y quán, cố ý rút ra ngân châm để khống chế độc tố, kích thích độc phát mới khiến hắn chết trước mắt chúng ta. Nhưng ngươi vẫn chưa kịp in ấn Diêm La, in ấn ấn Diêm La. Âu Dương cô nương giỏi y thuật, khi cô ấy phát hiện thư sinh điên chết vì trúng độc nên tìm ngươi hỏi cho rõ. Ngươi tương kế tự kế, đưa cô ấy hôn mê đến đây. Nếu ta đoán không nhầm, Tôn Đại Phu chết trong y quán chắc là Lý Đại Trụy. Cậu đổi mặt nhưng lại bỏ qua tay, còn dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ thiêu chết cô ta. Người ta giết đều là người có tội, bọn họ đều đáng chết. Vậy Âu Dương cô nương có tội gì? Ta chỉ thiếu một bước sẽ hoàn thành kế hoạch của ta. Vốn dĩ ta cũng không muốn giết Âu Dương cô nương, nhưng ai bảo các người đến chặn đường ta? Như vậy không giúp được Tôn Hà Nghiêu đâu. Huynh dừng tay đi, để tránh gây ra tội ác. Con trai ta bị người khác thay thế, chết oan uổng. Hắn có tội gì? Hắn lại sai ở đâu? Ta biết Tôn Hà Nghiêu trượt là có khúc mắc khác, ta nhất định sẽ giúp huynh ấy, trả lại công bằng cho huynh ấy. Công bằng? Ta quá tin hai chữ công bằng này nên mới có kết cục như vậy. Cha, con nhất định sẽ thi đậu công, làm rạng rỡ tổ tiên, để người được sống tốt. Nói với bên ngoài là di tử của Tôn Viên Ngoại, như vậy các bạn sẽ không bắt nạt ta nữa. Chúc vạn huynh học cấp 3 tỉnh nguyên. Chúc mừng, chúc mừng. Vị trí thứ hai của huynh cũng được đấy. Vạn huynh, tên nghèo khó Tôn Hà Nghiêu đó có phải là bị huynh chống đỡ rồi không? Còn cả trại trưởng đó nữa, còn ngày nào cũng mơ mộng trúng bảng. Đứng lại, mấy người nói gì vậy? Cút đi. Đồ vô dụng, chúng ta đi. Con trai, thôi bỏ đi. Cha không quyền không thế, không ai giúp chúng ta đâu. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận số phận thôi. Nghiêu Nhi, Nghiêu Nhi. Nghiêu Nhi, Nghiêu Nhi. Tuyệt đối không ngờ Âu Dương Đức cấu kết với bọn chúng. Con trai đáng thương của ta
mới hàm oan khinh sinh. Cha ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy, ta cũng không tin. Uống trinh bách quỷ này, đi giải thích với Diêm La đi. Đi. Không sao chứ tiểu tinh? Không sao, con trai số khổ của ta. Cha vô dụng, không thể rửa oan cho con. Chỉ mong huynh không phải chịu khổ địa ngục. Chắc chắn có hiểu lầm. Thầy không phải người như vậy. Thì ra là em, to gan thật. Dám giết người trước mắt ta. Con trai ta ở thư viện chịu đủ nhục nhã, bị người khác thay thế. Chết oan uổng. Đại nhân, ngài đang ở đâu? Các ngươi đều là hung thủ giết chết con trai ta. Ta muốn các ngươi chết cùng con trai ta, chôn cùng. Các ngươi đều phải chết cùng con trai ta. Con trai, cha đến cùng con đây. Đi mau. Đi. Chuyện thí sinh trúng bảng bị thay thế, thư viện sẽ tự điều tra rõ ràng. Viện trưởng Âu Dương Đức hiện không biết tung tích. Chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Ngươi nói bậy. Cha ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ngỗ ngược như vậy. Tiểu tinh, khoa cử gian lận là trọng tội khi quân. Ngươi là con gái của nghi phạm, lập tức bắt lại cho ta. Vâng. Bao đại ca, mọi người đi trước đi. Ngày mai là thi điện rồi, tăng cường tuần tra cho ta. Đừng để xảy ra sai sót gì nữa. Vâng. Ngồi cả ngày rồi, ăn chút gì đi. Lúc nhỏ, cha luôn thổi sáo trúc, dỗ ta vào giấc ngủ. Dạy ta, làm người phải có phẩm chất của trúc. Huynh ấy luôn mặc bộ đồ mộc đó. Ta luôn cho rằng, huynh ấy thích bộ y phục đó. Sau đó mới biết, huynh ấy tặng y phục mới may cho những học sinh nghèo khó. Học sinh là người thầy ấy quan tâm nhất. Thầy cả đời quang minh lỗi lạc. Ta tin thầy ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thiên vị vi phạm pháp luật. Lúc phụ thân đến thư viện ứng thiên, tại sao ta không ngăn ông ấy lại? Rốt cuộc bây giờ hắn đang ở đâu?
Nếu 6 năm trước con không vào kinh, cha cũng không đến thư viện. Có lẽ chúng ta vẫn có thể giống như hồi nhỏ. Đưa ta. Mau đưa cho ta. Huynh đợi ta với. Ngôi sao thứ tư của bắt đầu là sao văn khúc chủ quản văn vận. Bao trưởng, ngươi bẩm sinh thông minh, sau này nhất định sẽ thi đỗ công đình. Nhưng đừng quên, vì bách tính thiên hạ, dương cao chính nghĩa. Ừ. Một quân cờ này có giống ngôi sao trên trời không? Tiểu Tinh, ta còn nhớ bài thơ của thầy không? Vượt mây du tứ hải, bóng đến tam sơn, dạy học 8 năm, hạc minh tìm hiên tắc. Đây rõ ràng là một bài thơ du lịch xa, nhưng bốn biển trong thơ. Tam sơn, năm thứ 8 vừa đúng với tứ tượng của bầu trời sao. Tam viên, tương ứng 28 đêm. Tìm hiên xác, chẳng lẽ là sao hiên thạch trong thất tú của Chu Tước Phương Nam đang tương ứng với quân đen sách cờ? Tìm được quân đen, vậy thì câu đố của bài thơ này cũng sẽ được công bố. Sao hiên viên, hướng ngón tay là hướng đông bắc, mà hướng đông bắc của thư viện chính là thập điện Diêm La. Chẳng trách thư viện chưa từng cho bất cứ ai tiếp cận thập điện Diêm La. Có phải đến thập điện Diêm La là có thể tìm được tung tích của phụ thân không? Có lẽ thầy đã phát hiện ra sự thật của thí sinh trúng bảng bị thay thế. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, phía sau nhất định có âm mưu lớn hơn. Vậy Bạch Tử đại diện cho cái gì? Chúng ta đi rồi sẽ biết thôi. Tiểu Tình, chúng ta nhất định sẽ tìm được thầy. Thuốc mê của Tôn Đại Phu quả nhiên có tác dụng. Bao đại ca, đi. Bạch Tử này là chòm sao trong bảy chòm của chùa ở phía nam. Bên này, được. Không hay rồi. Bao đại ca, chuyện gì vậy? Quả nhiên là bách thủy xếp hàng theo sao 28. Thất tinh như câu liễu hạ sinh, thập thất hiên trên sao. Phía đông hiên viên, tứ nội bình. Bình hạ ba người, tên là Thiên Tương. Tương hạ tắc tinh ngang ngũ linh.
Triển chiêu, triển chiêu. Tỉnh lại đi, bịt tai lại. Đi. Tử vi viên trận. Thái hậu. Nghe đồn Tây Hán Vương Lỗ Mãng vì cướp ngôi xương đế đã lập trận tử vi viên, cho rằng có thể lợi dụng sức mạnh của Uy Chiến, điều khiển tinh tượng, xoay chuyển Khôn Khôn. Bây giờ hoàng thượng cô yếu, thái hậu lâm triều xương chế, lẽ nào là thái hậu muốn cướp ngôi nên mới lợi dụng khoa cử gian lận, diệt trừ đối thủ, củng cố thế lực. Bao trưởng, ngươi đã phá được cơ quan. Người lần trước vào đây đã là thị lang tứ phẩm rồi. Ngươi thông minh hơn người nên hiểu ý của ta. Chuyện ở đây chỉ cần huynh giữ bí mật, ta nhất định sẽ bảo vệ cô lên thẳng Thuỳnh Vân. Đa tạ tiền đại nhân đề cao. Bao trưởng ta e là không chịu nổi. Tiểu huynh đệ, huynh luôn đi theo tên tiểu quan như huynh ấy, huynh không thấy ấm ức sao? Đây là cơ hội tốt nhất. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Mỗi người đều có chí riêng. Ta thích đi theo huynh ấy, không biết tốt xấu. Bao trưởng, nếu bây giờ ngươi quy thuận, trong trận pháp này, đảm bảo sẽ có chỗ ngồi của ngươi. Nơi cao không chịu lạnh, vị trí cao của triều đường này vẫn là ngươi tự giữ lại đi. Lý đại nhân, Trương đại nhân. Cha. Cha. Cha.
cha. Thầy, cha. Cha, cha tỉnh lại đi. Cha, cha đừng dọa con. Thầy, cha. Bao đại ca, chúng ta không ra được rồi. Huynh tỉnh lại đi. Cha, cha. Tiểu tình, tiểu tình. Con không đi là không kịp đâu. Triển Chiêu, kéo Âu Dương cô nương đi, mau lên. Đi thôi. Cha. Đi. Cha. Tiểu tình. Bao đại ca. Không ngờ sự kiên trì bao năm nay đều buồn cười như vậy. Cái gọi là công bằng trước quyền lực lại không chịu nổi một đòn như vậy sao? Chúng ta từ đầu đến cuối quân cờ của người khác. Ta là những học sinh nghèo khó đó cũng vậy. Còn cả thầy nữa. Đúng sai thẳng thắn, thiện ác công đạo chưa bao giờ do họ định nghĩa. Đây là điều trước đây ta nói với huynh. Cái gọi là công bằng chính nghĩa là gì? Thuỳnh tâm là trị gốc. Đường thẳng là mưu tính của mình. Tú can cuối cùng cũng thành nhà. Sắt tinh không làm móc. Thầy, ta sẽ không làm cô thất vọng đâu. Bao đại ca, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta nghĩ cách vào thành. Đại nhân, lửa đã dập, không phát hiện thi thể của ba người Bao Trừng. Truyền lệnh của ta, truy bắt Bao Trừng toàn thành. Triển Chiêu, Âu Dương Tình. Vâng. Nếu chứng cứ đã bị thiêu hủy, bọn họ cũng không phá hỏng đại sự của chúng ta. Không cần phải huy động mọi người như vậy. Tiền đại nhân, chuyện truy bắt ngài không cần lo. Ngươi chỉ cần đảm bảo thi đình ngày mai, đừng để xảy ra sai sót gì. Vâng. Mau đi thôi. Mau, nhìn bên này một chút. Bên này không có ai, bên này cũng không có. Bên này không có. Không có ai. Mấy người các ngươi qua bên kia tìm. Vâng. Nhìn kỹ nhé. Mau. Tìm kỹ một chút. Phái người qua bên đó. Bên đó cũng xem thử.
Vâng. Con dấu của thầy. Sao lại ở chỗ em? Nói ra thì dài lắm. Âu Dương huynh, tâm nguyện từ trước đến nay chính là vạch trần gian lận. Nhưng thư viện bị Tử La theo dõi rất chặt, huynh ấy nghĩ mọi cách mới gửi thư cho các người. Sau khi Tôn Hà Nghiêu phát hiện đã tố cáo Âu Dương huynh, nhưng bị bọn họ phát hiện. Âu Dương huynh không muốn đồng lưu làm bậy, nên bị đưa đi, cho nên ở bí điện. Ngươi năm lần bảy lượt khuyên bảo, thực ra là muốn thăm dò chúng ta. Huynh rất giống Âu Dương huynh. Ta bị người ta uy hiếp, làm những chuyện nối giáo cho giặc. Bản thân ta không có dũng khí bao trùm. Con đường phía trước rất có điều. Ta sẽ giúp ngươi một tay. Cầm lấy, mau. Mau qua bên này xem. Nhất định là Tử La dẫn binh. Các ngươi đưa trại trưởng đi trước. Vậy đại nhân phải làm sao? Nửa chuyên giờ sau, chúng ta gặp nhau ở rừng trôi tính kế lâu dài. Các ngươi mau đi đi, chuyện không thể chậm trễ. Vậy chúng ta đi đi. Đi, đuổi theo. Đại nhân, chuyện này. Bao Trưởng Mạo Đình Vạn Tấn vào cung rồi. Mau đi ngăn hắn lại. Vâng. Bắt lấy hắn. Vâng. Dẫn đi. Đi, buông ra. Thái hậu giá đáo. Chuyện gì vậy? Bẩm Thái hậu, có một thí sinh Mạo Đình thay thế bị chúng ta bắt được. Người đâu? Kéo hắn ra ngoài. Khởi bẩm Thái hậu, vi thần là Bao Trưởng do đại lý phán quyết mạo hiểm vào cung là để vạch trần chuyện gian lận khoa cử. Mong Thái hậu nghe thần bẩm báo. Thái hậu, vi thần điều tra được lễ bộ cấu kết với thư viện Ứng Thiên, tổ chức gian lận, hãm hại quan viên, Bao Trưởng. Khoa cử gian lận là chuyện trọng đại. Nếu ngươi nói lung tung không có chứng cứ, ai ra, tuyệt đối không tha. Thái hậu minh giám. Vi thần hiểu được, nhiều thư sinh gian lận hơn 10 người. Lễ bộ, đúng là hoang đường. Đại Tống ta pháp độ khoa cử nghiêm ngặt, bài thi phải trải qua việc mất tên và ghi chép. Người đọc sách tuyệt đối không thể nhận ra thông tin của thí sinh. Ý của ngươi là ta cấu kết với văn võ bá quan, cùng tham ô gian lận sao? Ngươi hỏi bọn họ có dám không?
Tiền đại nhân lợi dụng giám khảo, chỉ biết văn, đặc điểm không nhận người, trước khi ra bảng thi tỉnh, sẽ đổi bài thi của thí sinh trúng bảng. Ân sư của vi thần chính là phát hiện đề thi bị đổi, đều được giấu ở bí điện của thư viện Ứng Thiên mới bị tiền đại nhân diệt khẩu. Hoang đường! Bao trưởng, ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ gian lận thi tỉnh đã bị tiền đại nhân thiêu hủy rồi. Nhưng chứng cứ thi đỉnh nằm trên trường thi này. Xin Thái hậu minh xét, bao trưởng khi quân phạm thượng, phỉ báng quan viên. Còn có gì mà ngươi không dám làm? Bao trưởng, ngươi giải thích thế nào? Viên Thiếu Thiên ở đâu? Thái hậu tha mạng. Cuộc thi Điện Hado Thái hậu và Tể tướng đích thân chủ trì. Tiền đại nhân tự biết không thể thay đổi thí sinh, nên đã giấu đáp án vào trong đề thi, giấu trời qua biển. Thái hậu, điều tra rõ ràng cho ai ra? Tiền Trung, ngươi thật to gan. Thái hậu tha mạng, tướng gia tha mạng. Tiền đại nhân tội không thể tha, nhưng chỉ dựa vào sức của một mình hắn, sao có thể hoàn thành gian lận quy mô lớn như vậy? Tiền Trung, ngươi còn không mau khai ra kẻ đứng đằng sau. Tội thần không dám nói. Bản đồ võ hậu Lâm Triều dâng lên cho ai ra? Thái hậu, chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng khoa cử gian lận, quét sạch kẻ khác, bắt chước võ tắc thiên xương đế? To gan, ai ra tuyệt đối sẽ không làm ra phụ tổ tông của Đại Tống. Vậy chuyện này, Thái hậu nên giải thích thế nào? Tướng gia cũng cho rằng đây là đồ của ai ra. Trên đó đắp là kim ấn của ngài. Bao trưởng, ngươi còn phát hiện ra gì nữa? Nói thật đi. Vi thần nhìn thấy có người làm theo bố cục triều đình để các quan viên mất tích tạo thành tượng sáp và thiết kế trận tử vi viên, mà người mặc long bào trong trận. Chính là Tể tướng đại nhân. Nói linh tinh. Tử vi viên trận gì chứ? Bao trưởng, rốt cuộc ngươi đã nhìn rõ chưa? Ban đầu ta cũng bị vị trí Thái hậu trong trận đánh nhầm, bỏ qua hướng dẫn của uy chiến. Người lập trận pháp này vô cùng hoang đường, cho rằng đối đầu với chính mình là có thể lợi dụng tinh tượng và thuật huyền ảo thống trị triều đình. Mà uy chiến chỉ ra chính là câu chuyện bịa hay đấy. Bao trưởng, ngươi vu khống trọng thần triều đình là đồng đảng của Thái hậu, cùng bắt lấy. Khoan đã.
Đại nhân, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Bao đại ca. Tiền đại nhân. Đây là văn điệp thông quan của Vả Tấn, ngươi cầm lấy nó, ngày mai vào thành tham gia thi viện. Tiền đại nhân thật sự ở đây. Thái hậu thiên tuế, tội thần hổ thẹn với liệt tổ liệt tông đại tống, hổ thẹn với hoàng thượng và thái hậu, hổ thẹn với bách tính đại tống. Thần bị tể tướng đại nhân uy hiếp, khiến khoa cử xấu hổ, làm luật pháp đại tống nhục nhã, thần tội đáng muôn chết. Đinh gọi, ngươi dám tổ chức gian lận, mưu quyền đoạt vị, to gan quá. Người đâu? Bắt Đinh gọi. Bảo vệ Thái hậu. Hộ giá. Bao đại ca. Điều tra triệt để tên Đinh và đảng vũ của hắn. Tất cả những người tham gia gian lận khoa cử sẽ xử lý theo pháp luật. Bao trưởng, có thần. Lần này ngươi lập được đại công, nên luận công ban thưởng. Khoa cử là con đường duy nhất, đi về con đường làm quan duy nhất, vi thần chỉ mong có thể tổ chức công bằng công chính, tuyển chọn người tài giỏi cho Đại Tống. Cho Đại Tống làm kinh phí thư viện ứng thiên, mở rộng quy mô tuyển sinh, chăm sóc con cháu nghèo khó, ban cho bao trưởng, hổ đầu que, thăng chức tri phủ Đoan Châu, mong bao khuỳnh gia tiếp tục không sợ cường quyền, giữ vững công bằng, triển hộ vệ võ công siêu phàm, huynh dũng hộ giá, ban phong hiệu Ngự Miêu. Âu Dương Đức hy sinh vì nước, theo phong làm học sĩ Long Đầu Các,
Bao đại nhân, bao đại nhân, bao đại nhân, đây là Âu Dương cô nương để lại cho ngài. 6 năm trước, vì Dương Cao chính nghĩa mà đuổi ta về Lưu Châu, ta biết huynh nghĩ cho an nguy của ta. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, ta không muốn trở thành gánh nặng của huynh. Bao đại ca, mọi người cần một quan tốt như huynh. Cùng chúng ta đến Đoan Châu đi, chị dâu,